Có thể nói Epson Colorwork chính là mảnh ghép hoàn hảo trong quy trình sản xuất của Everyday Nielsen Việt Nam. Nhãn mác, phụ liệu trang trí và bao bì là những công cụ vô cùng quan trọng, không chỉ phục vụ mục đích truyền thông mà còn giúp doanh nghiệp quản lý hàng hóa hiệu quả trong suốt chuỗi cung ứng. Xuất hiện từ năm 2003 và dần trở nên phổ biến trong các lĩnh vực thời trang bán lẻ. Nhãn thông minh RFID sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội so với mã vạch, cho phép quản lý xuất nhập, tồn kho từ khâu sản xuất đến tay người tiêu dùng liền mạch, hiệu quả và tối ưu về chi phí. Sinh động, dễ đọc, dễ phân loại và truyền tải đầy đủ thông tin quan trọng chính là những tiêu chí mà thương hiệu thường đặt ra cho nhãn mác nói chung và nhãn RFID, công nghệ tương lai của ngành bán lẻ nói riêng. Everyday Nielsen là tập đoàn chuyên cung cấp các giải pháp nhãn mác và bao bì hàng đầu thế giới. Các giải pháp ứng dụng và công nghệ của tập đoàn được áp dụng rộng rãi trên nhiều sản phẩm tại khắp các thị trường lớn và đa dạng về lĩnh vực. Nhà máy Everyday Nielsen ABAS tại Long An là bước tiến quan trọng của Everyday Nielsen ở thị trường Việt Nam. Với tổng số vốn đầu tư lên đến 40 triệu USD, nhà máy được thiết kế hiện đại, áp dụng các kỹ thuật sản xuất bao bì, nhãn hiệu, phụ liệu trang trí và nhãn RFID mang tiêu chuẩn thế giới, góp phần hỗ trợ Việt Nam hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Để đón đầu xu hướng tăng trưởng nhanh chóng của nhãn hàng RFID, Everyday Nielsen chú trọng đầu tư vào các thiết bị và công nghệ tiên tiến, có thể đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng in ấn và lưu trữ thông tin trên nhãn, đặc biệt là của các đơn hàng lớn từ những thương hiệu bán lẻ danh tiếng. Một trong các công nghệ nổi bật chính là Epson Colorwork C7510G. Everyday Nielsen chính thức đầu tư vào giải pháp máy in nhãn màu Epson Colorwork C7510G từ năm 2019. Chúng tôi nhận thấy Colorwork là một sự lựa chọn hợp lý, phù hợp với chiến lược của Everyday Nielsen và xu hướng của thị trường. Chính thức hợp tác từ năm 2019, chúng tôi đã trải qua nhiều thay đổi, thích ứng và đạt tới đỉnh cao mới về hiệu quả sản xuất. Chúng tôi hoàn toàn tự tin về chất lượng tem nhãn khi sản xuất ra, dù yêu cầu phức tạp hay số lượng lớn ra sao. Colorwork C7510G giúp đơn giản hóa quy trình in nhãn mác với chất lượng bản in vượt trội, tốc độ in cao lên đến 300mm trên giây, cho phép Everyday Nielsen đáp ứng thời gian sản xuất các đơn hàng lớn dù chỉ trong 5 ngày. C7510G còn cho phép dây chuyền in ấn hoạt động ổn định với năng suất cao, cho ra các bản in sắc nét, chính xác ngay cả với chi tiết nhỏ và đồng đều về chất lượng. Ngoài ra máy còn hoạt động bền bỉ và tiết kiệm năng lượng, rất ít thời gian dừng máy, nhờ đó giúp nâng cao năng suất, giảm thiểu hao phí, tối ưu hóa chi phí sản xuất. Epson Colorwork là một dấu ấn thành công trên hành trình đầu tư đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất của Everyday Nielsen, mở ra cho chúng tôi cơ hội đa dạng hóa và hoàn thiện sản phẩm, mang đến cho khách hàng những giải pháp in ấn thông minh, sáng tạo và bền vững như cam kết của tập đoàn. Sản phẩm nhãn in từ Epson Colorwork đáp ứng những yêu cầu khắt khe về chất lượng từ các tập đoàn bán lẻ hàng đầu, giúp khách hàng nâng cao hình ảnh thương hiệu và nâng cao năng lực hoạt động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hy vọng trong tương lai, Everyday Nielsen sẽ ngày càng vươn xa với sự đồng hành từ Epson, một trong những thương hiệu in ấn hàng đầu với cùng cam kết bền vững.